đến đây là cái thủ tục mà chúng tôi chuyển đà điểu đi cho một khách hàng. Đây là mỗi một thùng này là chứa 3 con. Và đây là khách hàng họ rất lịch sự, họ đã tin tưởng, họ đã chuyển khoản cho anh em chúng tôi. Và đây là thông tin người nhận là địa chỉ Cơ Bang, Gia Lai. Số điện thoại là 0144 957 3979. Đấy, thùng gồm 2 thùng 6 con, đơn vị cũng giống như bên ba con. Tôi ghi rõ là cướp xe bên mua trả, xin thành cảm ơn. Chỉ định nhà xe luôn, nhà xe làm không luôn. Đấy, quý vị các bạn mua đà điểu con giống của đơn vị anh em chúng tôi là hết sức tin tưởng và uy tín. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video. Số điện thoại liên hệ của chúng tôi bán hàng giống con giống là 0163 5305982. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác nông thôn, nông nghiệp. Thì hôm nay giới thiệu với các bác là cái con giống đà điểu của năm 2018. Thì cũng xin chia sẻ với các bác là cái clip này nó có nội dung rất là đầy đủ để cho các bác xem khỏi bỡ ngỡ. Đấy. Thứ nhất là về cái con đà điểu này. Thì nó, cái tập tính của nó thì nó sống ở trên nền cát và nó ưa cái nhiệt độ tầm khoảng 27 đến 30 độ. Đấy. Thế thì các bạn làm cái không gian chuồng thì như sau. Lên cát và các bạn xây lửng như thế này để tránh gió. Và trên thì có mắt cáo là để tránh chuột mèo. Và trên này là trần để tránh gió, để giữ được nhiệt độ. Và để đảm bảo được cái nhiệt độ thì các bạn làm hai cái nguồn. Nguồn thứ nhất là cái nguồn bóng sưởi. Các bạn mua cái bóng úm kia trên thị trường khoảng 40.000. Và cái nguồn thứ hai, nếu các bạn định quan tâm thì các bạn có thể tính đến cái phương án là dùng than để sưởi. Than để sưởi. Thì đây là cái lò bằng thiết kế bằng than, than tổ ong. Và nó luôn luôn giữ được than các bạn có thể dùng than kíp lê đấy. Hoặc là đây là cái ống này là dẫn khói ra ngoài. Và đây là cái công đoạn là cho nó, bác công nhân chăm sóc đang cho nó uống nước. Thì cái máng uống thì các bạn nên làm như thế này. Đấy, các bạn chăm sóc nó uống như thế này. Và cái máng ăn thì các bạn nên làm như thế này. Đó, máng ăn, đó, máng uống, đó. Mình thực hiện cái clip này bằng cả một cái sự chia sẻ. Thì cái phân của chúng thì nó sẽ hòa vào trong cái nền cát này. Đấy, đây là máng ăn, đây là bóng sưởi, đây là cửa. Cửa này thì các bạn vâng, khi là khi mà cái phần này này nó ra lên cát thì mình cứ lấy cái bay mình gẩy đi luôn, mình hót đi luôn thì là cái lượng cát này nó mình không phải thay, mà lâu mới phải thay. Và cái phần che như này để kín nó không có gió ấy vào. Các bạn nhìn quan sát kỹ. Và cái chuồng thì các bạn nên làm theo cái mật độ phẳng và cái lền lúc nó bé này để nó đảm bảo cái bộ móng, bộ chân của nó. Thì các bạn dùng cái tấm thảm. Đây là cái tấm thảm này thì các bạn biết là trên thị trường cũng rất là dễ mua thôi.
Đấy, các bạn hình dung là cái thảm này có thể trải lên nhà. Cái thảm này nó không có những cái dâu, nó không có những cái gì mà nó đứt ra, nó rơi ra để cho con đà điểu nó ăn. Đà điểu nó hay ăn linh tinh, ăn giấy bóng, ăn xốp, ăn các thứ, thì mình cũng không nên tránh cái trường hợp như vậy. Còn cái khuôn viên thì các bạn nên làm có cái hai cái cửa thoát, cái cửa xây bờ bao thì khoảng cách này là tầm 1,2 m chiều cao, tôi đang đưa tay ra đó. Và cái cửa này là để cho phòng những cái lúc là nó to, thì là giai đoạn 2 thì các bạn có thể là vận chuyển lên cái ô chuồng nó thoáng hơn, rộng hơn, và là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm đi. Giai đoạn 1 này, giai đoạn như thế này là giai đoạn tầm bóc trứng đến 15 ngày tuổi. Đấy, 15 20 ngày tuổi thì các bạn sẽ hết giai đoạn đấy, các bạn cho lên giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì nó yêu cầu có sân chơi, và giai đoạn 3 thì nó có sân chạy. Đó. Thì hôm nay là cái bắt đầu là của cái đầu vụ của năm 2018. Các bác ở khu vực miền Nam thì có thể là nhận ở bến xe miền Đông, hoặc là các bạn cả ở khu vực miền Trung, hoặc là khu vực cuối miền Trung giáp miền Nam, hoặc là khu vực miền Bắc thì quá thuận tiện rồi, miền Trung cũng quá thuận tiện rồi. Độc duy chỉ có qua cái kênh thì các bác ở miền Tây, mà các bác ở miền Nam thì mình hướng cho các bác là lên tìm đấy một cái nhà xe quen ra đến trung tâm thành phố Hà Nội. Bất kỳ chỗ nào bến xe thì chúng tôi sẽ đóng vào thùng xốp, và cho nó những cái con như thế này, chúng tôi có thể đóng hai con vào một thùng, hai con hoặc ba con. Thế thì vào thùng xốp thì nó sẽ đảm bảo được cái bộ chân của chúng, và nó có, nếu như đi đường dài thì cái giống này thì kể ra thì nó cũng như khách quan mà nói thì chúng nó chịu đựng rất tốt, chúng nhịn ăn nhịn uống rất là tốt. Đấy, trước khi đi chúng ta có thể cho nó uống thêm những cái vitamin rồi những cái kháng thể, những cái chống stress đấy. Thì cố gắng là các bạn lên tìm được cái xe quen, thì chúng tôi sẽ giao dịch theo phương châm là các bạn chuyển khoản. Một là các bạn chuyển khoản, hai là các bạn gửi tiền cho xe từ đầu các bạn đi ra đến trung tâm thành phố Hà Nội, chúng tôi sẽ giao và nhận. Chứ cái con giống đà điểu này tôi nói trước là các bạn gọi điện nhiều nhưng mà các bạn không hiểu, nó rất là khó. Có những chỗ là có tiền cũng rất là không phải là dễ mua lắm, và đặc biệt là chúng tôi gây dựng lên cái này để lấy được cái uy tín và cái thương hiệu, thì anh em cũng nên tìm hiểu trước khi mua về cái đơn vị đầu tư ra những cái hệ thống đường đường đi chuồng điện, và hệ thống chia sẻ với các bà con về giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, về cái tập tính. Chúng uống nước thì các bạn có thể là cho uống cái nước sạch như thế này, hoặc là những cái cám thì các bạn thấy là đây là những cái cám mà các bạn thấy là nó trên thị trường nó là dòng cám dành cho dòng gia cầm, cám hạt nhỏ như thế này, nó rất là chứa hàm lượng đạm rất là nhiều. Đấy, thì các bạn nên cho ăn cám, không nên cho ăn rau trong giai đoạn nó còn nhỏ. Ăn cám này thì các bạn thấy là nó tập tính của nó bầy đàn, nó cứ nhít nhắc, nó ăn rất là ăn suốt cả ngày. Ở phần trên là cái bóng thắp sáng thì nó ăn cả đêm. Đó. Thì các bạn tầm này là bắt đầu có con giống, đây là cái đàn đầu vụ. Thì các bạn nếu như các bạn đặt hàng thì tôi sẽ chuyển cho các bạn. Đó. Thì đây là cái phân của chúng. Đây là con phân phân con đà điểu nội ở xong. Thì các bạn thấy là thực tế là nó có một chút cái nước trắng và một cái khuôn như thế này. Đây là lúc nó bé, càng lúc lớn thì nó sẽ nhiều nước hơn. Thì các bạn đừng nghĩ là nó bị đi ỉa, bởi vì cái đường cái chất theo phân, cái chất nước đái nhớt của nó rồi nó có tính như kiểu là mình nhìn chăn nuôi không quen và đi ỉa phân xanh phân trắng nhưng không phải. Đấy, những cái con như này nó đang nằm dưới bóng này là nó cần sưởi. Đó. Và nếu không tin các bạn để cái nhiệt kế vào đây. Giai đoạn như thế này đây, là như tầm này đây là mình đang nghĩ là nó rơi vào tầm khoảng tầm 20-25 độ. Đấy. Đấy. Những cái lúc mà sát ở đây thì là nó rất là bỏng. Và để tiết kiệm điện thì các bạn dùng cái than thiết kế bằng sưởi. Đấy, và phân của nó đây. Các bạn thấy phân của nó đây. Đấy, rồi phân của nó đây. Thì lâu lâu nó ỉa ra.
tay ra đây rồi thì mình lấy cái bay mình gảy nó đi. Đây, cái bay nó như thế này. Cái bay chính là cái này. Thì các bạn làm đúng như tôi làm đây. Các bạn gảy nó đi. Đó, các bạn cho vào một cái xô khách đi. Vì nó ăn thì nó phải ỉa. Đó, thì các bạn thấy là cái lượng con giống mà chúng tôi cấp ra thị trường thường là nó thuộc theo cái con giống của cái trung tâm nghiên cứu gia cầm Thiện Phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và đây là những cái cơ sở, những cái chi nhánh rất là đầu tư rất là quy mô để phục vụ cho cái lượng bà con cần đến chăn nuôi, phát triển kinh tế. Theo tôi được biết thì cái con gà và con lợn hiện bây giờ thì cũng tạo cho bà con những cái cơn sóng gió về kinh tế. Thì cái con đà điểu này thì có cái lợi thế là nó cũng là một con vật nuôi mới lạ. Hiện giờ có khu vực miền Bắc, khu vực Hải Dương, khu vực Nghệ An, khu vực thì cũng có, mà đặc biệt nhiều nhất vẫn là khu vực Ba Vì, nơi quê hương của chúng tôi đang sinh sống và cũng là gần cái trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, là đơn vị được viện chăn nuôi là giao cho cái nhiệm vụ phát triển con giống. Thì các bạn thấy là chúng tôi sẽ đăng tải qua cái số tổng đài là 0163 5305982 thì các bạn có thể là được tư vấn cũng như là được đặt và ship những cái con đà điểu mới nhất, uy tín và chất lượng. Nếu như các bạn để ý kỹ là những con đà điểu này nó đã được kiểm tra về chân móng, nó đứng nó phải chắc chắn thẳng. Và các bạn bắt những cái số lượng đàn ông này thì các bạn bắt những cái con to, con nó có lực để nó lớn về sau. Đấy, là các bạn lúc nó bé thì các bạn không nên cho nó rộng, đặc biệt là giữ được nhiệt độ cho nó theo như tôi nói đó. Ăn chỉ ăn cám và uống nước, ăn cát. Cái cát này chúng ăn cát này rất là để phục vụ tiêu hóa. Thì kính thưa các bạn, một cái quan điểm là muốn chia sẻ với bà con nông dân để tìm đến những cái trang, những cái nơi mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái chủ đề. Thì các bạn, kênh này là kênh nông nghiệp nông thôn, chủ đề của tôi là chủ đề về con chim cu gáy và chủ đề về cây giống, con giống. Thì hiện trên quê hương tôi thì những cái cây giống như cây chanh tứ mùa, hoặc là cây những cái cây mới lạ, những cái con giống mới lạ như cái con đà điểu này, thì chúng tôi đưa lên để quảng bá cái thông tin cho các bác, bà con, anh em toàn quốc. Thì chúng ta sẽ nuôi thì có thể là nuôi thành sinh vật cảnh, chúng ta có thể là nuôi cảnh hoặc là nuôi để giết mổ. Chúng ta có thể thịt thịt con đà điểu thì nó cũng hình dung ra như con mình thịt một con bò, một con bê thôi. Cái trọng thể của nó nuôi sau khoảng 8 tháng đến 10 tháng là nó đạt đến khoảng 90 cân một tạ, hơn ngoài một tạ. Thì các bạn, riêng cái bộ da của nó thì thương lái người ta có thể mua đấy là 500.000 nếu như một bộ da đạt tiêu chuẩn, những con tầm khoảng 1 năm tuổi. Và cái thịt của chúng thì bay ra bàn thì chúng ta cũng bán như kiểu thịt bò. Đấy. Và cái bộ xương, bộ gân, rồi bộ mề của nó, rồi bộ lòng mề, rồi những cái bộ cánh của nó thì xào với ớt, xả ớt như kiểu xào thịt bò. Và cái bộ phận sinh dục cũng như là những cái gần như là không bỏ cái gì. Đấy, con đà điểu thì về cơ bản là cái bộ phận đùi của nó là chiếm nhiều thịt, và thịt của nó đỏ, nó có độ ngọt, nó có độ ngọt, có vị đặc trưng riêng. Đấy, hiện giờ là cái quê hương ở Ba Vì, xã Vân Hòa Ba Vì, thì dọc cái phố là phát triển về cái thương hiệu con đà điểu là những cái giò bằng những cái giò trông như những cái nem hoặc là những giò cân, thì bán cho khách du lịch Khoang Xanh Suối Tiên rất là đông. Mà gần như cái thương hiệu này cũng đã chuyển đi các khu vực miền Bắc. Các bạn có thể nấu phở đà điểu, rồi sốt vang đà điểu, rồi có những cái món. Nói chung là thịt của chúng thì theo như mình không phải là chuyên gia về dinh dưỡng, nhưng mà theo một cái nguồn thông tin mình thấy là nó không đậm như thịt bò, nhưng mà cái chất tốt của nó trong con đà điểu thì nó cao hơn con bò. Nó không tạo ra những cái béo mà nó không tốt cho con người. Đấy, thì mình cũng chỉ nói theo góc độ mình hiểu, mình hình dung một cái phần nào đấy thôi. Về mặt dinh dưỡng thì mình cũng không không
dám nói nhiều. Thế các bác nếu các bạn còn muốn tìm hiểu về cái tập tính cũng như cái cách chăm sóc, rồi cái cách làm chuồng, rồi cái cách khi các bạn nuôi trưởng thành thì các bạn bán ra ở đâu, rồi chế biến ra làm sao, thì các bạn sẽ đăng ký cái kênh của mình trên những cái file YouTube về cái về những cái con đà điểu. Thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp hàng năm, hàng đợt, và có những cái vấn đề gì nổi trội chúng tôi cũng sẽ đưa lên, bởi vì mạng xã hội bây giờ cũng thực sự là cũng là một cái rất là tốt, chúng ta chia sẻ những cái hiểu biết hữu ích và chia sẻ những cái để mà chúng ta phải tránh đi để nó cùng nhau phát triển. Chúng tôi cũng xuất phát từ những người nông dân cũng rất là không phải là có điều kiện, và chúng tôi cũng muốn chia sẻ để mong cho bà con mua con giống về nuôi là có thu nhập để có được cái cuộc sống nó tốt hơn, có cái xã hội tốt hơn. Thì một lần nữa tôi xin giới thiệu là tôi tên là Thao, ở nhà thì là sát cổng trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, và tôi phát triển con chim cu gáy và phát triển cái con đà điểu giống. Thì các bạn lên tìm đến tận đúng cái địa chỉ là anh Thao, và tìm đến đúng số điện thoại là 0163530982, và đúng cái địa chỉ thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và tôi cũng công khai luôn cái số tài khoản của mấy anh em chúng tôi khi gây dựng nên cái mô hình con giống đà điểu, là số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, gọi là Agribank, số tài khoản là 2210205156681. Và cái giao dịch thì chúng tôi khuyến khích là các bạn lên tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo giá, và báo giá cả cái thùng xốp cũng như là những cái quá trình vận chuyển, hoặc là các bạn có thể là chuyển khoản thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn. Theo đúng cái tâm thế của chúng tôi là bán con giống chất lượng tốt, đảm bảo chúng tôi mới bán. Và tôi nói trước là tỷ lệ trống mái là 50-50. Các bạn lấy 4 con thì sẽ được 2 con trống, 2 con mái. Và chúng tôi sẽ chọn theo góc độ là xác suất 80%. Nhưng chúng tôi không, vì nó bé này, chúng tôi không dám khám kỹ quá, nó ảnh hưởng đến cái sinh dục và sinh lý. Rồi mọi vấn đề chúng tôi là làm theo góc độ là bằng cả một cái kinh nghiệm. Rồi quy trình thì các bạn theo khi các bạn chuyển khoản cho chúng tôi, các bạn gọi điện giao dịch thống nhất thì chúng ta để lại số điện thoại và địa chỉ. Thì chúng tôi có văn phòng tại bến xe Mỹ Đình. Nếu như tiện các nhà xe khác thì chúng tôi có thể ra bến xe Yên Nghĩa, bến xe Giáp Bát, rồi bến xe Gia Lâm, quanh trung tâm thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn ở khu vực miền Bắc thì là trong ngày. Ví dụ như là buổi sáng chúng tôi là bắt đầu chuyển từ lúc 6 giờ sáng. Thì đến 6 giờ tối là các bạn xa nhất ở khu vực miền Bắc các bạn cũng có thể nhận được, hoặc là miền Trung. Miền Nam thì phải đi qua đêm. Thì cái đóng thì chúng tôi là đóng vào cái thùng xốp hoa quả. Và nếu như mà đi đường dài thì chúng tôi phải có cách để cho nó ăn uống được ở trên đường. Đấy. Và cái phân rồi cái nước đái của chúng phải được vệ sinh, đảm bảo nó không gây ô nhiễm cho cái nhà xe để đi đường dài. Đấy. Thì còn cái mà tôi hướng đến các bạn qua cái cách để tôi cũng trả lời điện thoại rất là nhiều. Tôi hướng cho các bạn là các bạn lên thực mục tìm đến, chúng tôi sẽ cho tham quan tại tại mô hình tại nhà luôn. Ở cái nhà này là ở khu khu giai đoạn 1, rồi một lúc nữa là giai đoạn 2, rồi đến giai đoạn 3. Và các bạn thăm nom, các bạn nhìn để các bạn về các bạn làm chuồng theo như vậy. Và các bạn mua thuốc rồi các bạn chăm sóc theo cái kinh nghiệm như vậy. Rồi sau khi các bạn nuôi thành công thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hướng cho các bạn đến những cái cơ sở mà những cái chỗ mà người ta bắt cái con đà điểu thịt để các bạn có đầu ra. Đấy. Chúng tôi thường là chúng có những lúc là muốn bắt lắm nhưng mà không có chỗ mà bắt. Vào cái mùa cưới hoặc là cái mùa Tết thì chúng tôi thịt có những đơn vị thịt rất nhiều nhưng mà không có để mà thịt, tại vì là những người nuôi người ta cũng thịt ăn Tết. Thì kính thưa các bạn, video này tôi thực hiện cũng khá là dài,
và nói thì cũng một phần nào cũng có thể là nó chưa hết được những cái mà băn khoăn của các bạn, thì các bạn hãy đăng ký kênh để các bạn theo dõi thêm những cái hạng mục, những cái vấn đề mà các bạn quan tâm. Thì một lần nữa tôi xin nhắc lại số điện thoại tổng đài về con giống đà điểu, một số chuẩn là 0163 5305 982. Đây là những cái hình ảnh thực tế, đây là những cái kênh thực tế về chất lượng con giống để các bạn có thể là mua, các bạn mua qua mạng hoặc các bạn đến tận nơi mua. Tôi khuyến khích các bạn đến tận nơi mua. Các bạn mua thì các bạn phải đến xe cộ, các bạn đi lại. Khi đi thì các bạn nên mua sẵn một vài cái thùng xốp đựng hoa quả hoặc là một cái gì đấy để đựng cho nó đảm bảo cái đôi chân và nó không bị hỏng chân. Nên tôi khuyến cáo là nên mua cái thùng xốp to đựng hoa quả. Hoặc là các bạn đi ô tô thì có cốp để các bạn mua sẵn cái tấm thảm như thế này, các bạn trải ra. Còn nếu như các bạn không đi được thì các bạn đặt trong giới hạn trong vòng khoảng 20 con, chúng tôi sẽ chuyển qua xe khách. Đấy, mỗi một con thường nhỏ như này tôi có thể đựng được 4 5 con một thùng. Đó. Thì ví dụ như 20 con thì nó rơi vào khoảng 4 đến 5 cái thùng là được gửi nhà xe, là đường dài là ok. Và nếu như các bạn không ngại thì các bạn có thể đặt cọc trước qua số tài khoản, hoặc các bạn có thể là đặt chuyển tất nếu như các bạn tin tưởng. Hoặc là các bạn có thể là đưa tiền cho một cái xe, ví dụ một bạn ở Bắc Giang, ở Bắc Giang, hoặc là các bạn ở Hải Phòng, hoặc các bạn ở Quảng Ninh, hoặc là các bạn ở Lạng Sơn, các bạn ở Yên Bái, thì các bạn có thể là tìm cái xe từ Yên Bái đi gần nhất từ đầu trên nhà các bạn và đi xuống trung tâm Hà Nội, bất kỳ bến nào bãi nào, thì các bạn báo trước cho tôi một ngày và các bạn đặt cọc cho tôi. Ví dụ như các bạn mua 5 con thì các bạn có thể là đặt cọc cho tôi 500.000. Thế thì khi mà chúng tôi trở xuống, chúng tôi có văn phòng, có nhân viên phục vụ tại trung tâm thành phố Hà Nội, thì các bạn mua và thì chúng cái 500 đấy là để các bạn đặt niềm tin, chúng tôi sẽ chuyển xuống. Thế sau khi các bạn đưa tiền cho lái xe từ trên Yên Bái thì cho tôi báo cho chúng tôi số của lái xe, chúng tôi sẽ gọi điện cho lái xe và chúng tôi xác minh là đã lái xe đang cầm tiền của các bạn xuống trung tâm thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi thực hiện theo phương thức là chúng tôi giao hàng đúng cái kích thước ngày tuổi như vậy, đúng cái cân như vậy và số tiền như vậy, thì chúng tôi sẽ tính cái tiền cước từ trên bao vì xuống đến trung tâm thành phố Hà Nội, bao gồm xe khách và xe ôm. Sau đó là chúng tôi sẽ thu cái tiền con giống qua cái lái xe của các bạn. Và nếu như các bạn nhờ được cái lái xe là người nhà hoặc người quen thì càng tốt. Có tâm lý các bạn bỏ số tiền ra, các bạn cũng không muốn chuyển khoản tất bởi vì các bạn chưa nhìn thấy con giống. Nên là tôi muốn là các bạn gửi tiền cho lái xe đến trung tâm thành phố Hà Nội, và nhiều ít thì cũng vẫn phải đặt cọc cho bên tôi, bởi vì chúng tôi không tự tiện chúng tôi bắt những cái con đà điểu này ra khỏi nhà một cách không có cơ sở. Đấy, nếu đặt cương vị như các bạn thì các bạn cũng phải, cũng chắc chắn các bạn cũng làm như tôi thôi. Thì nếu như chúng ta nói là xã hội mạng thì thực ra sinh ra cũng rất là tốt, có những người thì lợi dụng cái đấy làm những cái việc nó không hay, mà có những người thì muốn làm nhưng mà cũng bị ảnh hưởng từ cái nguồn đó. Thì về chính vì thế là nếu như mà lừa nhau không chuẩn với nhau một vài triệu, chục triệu thì nó ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà một vài ba năm trăm nghìn thì nó không phải là làm giàu được từ những cái đấy. Nên là tôi muốn chia sẻ chân thành với các bác là các bác nên tin tưởng chúng tôi, đây là một đơn vị rất là uy tín, rất là xác định là gây dựng nên để mà phục vụ mấy khách hàng lâu dài. Muôn bán thì vẫn phải có lãi nhưng mà xác định là uy tín và chất lượng. Cuối video tôi cũng không biết nói gì hơn là tôi xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để nghe những cái lời thuyết trình của chúng tôi. Đây là cái cơ sở số 1 ở chợ Ba Vì và có đầy đủ khuôn viên từ đà điểu bố mẹ đến đà điểu giai đoạn 1, đà điểu giai đoạn 2 và giai đoạn 3, và có nguồn để thu mua da, lông rồi những xương thịt để hướng cho các bạn về kỹ thuật để các bạn phát triển kinh tế. Số điện thoại tổng đài về con đà điểu là 0163 5305 982. Các bạn cố gắng gọi vào những cái giờ hành chính hoặc là những cái giờ chúng ta có thể tiện làm việc. Còn giờ ngủ trưa hoặc là giờ đêm khuya thì các bạn thông cảm. Để ai cũng thế thôi. Cuộc sống làm việc thì chúng ta cũng có những cái giờ chúng ta làm việc, mà có những giờ chúng ta phải dành cho gia đình để chúng ta còn phải nghỉ ngơi. Thì là chính vì vậy là có những cái cuộc gọi mà và những cái giờ không hợp lý thì các bạn cũng nên thông cảm. Chúng tôi cũng phải phục vụ, chúng tôi cũng có cái giới hạn của chúng tôi.
Xin chúc sức khỏe các bác cao tuổi và tất cả các anh em chăn nuôi trên mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn băn khoăn gì, các bạn có thể đăng ký kênh hoặc gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ phần nào sẽ hỗ trợ được các bạn. Đây là những cái hình ảnh thực tế để các bạn có thể tham khảo. Đó. Tất nhiên là cái giá thành thì chúng tôi cũng có thể tự nhận thấy là nó cũng hợp lý, hoặc nếu có nó nhỉnh hơn thì một phần là chúng tôi không phải là chúng tôi đi mua cái con giống về để chúng tôi buôn bán, mà đây là chúng tôi là ấp từ trong thị phương, nguồn con giống là nơi thị phương, mà có thể là giá thành một nó cộng cả vào cái tiền chúng tôi đã nhỏ, chúng tôi đã tiêm và một số những cái mũi, một số những cái thuốc nó theo con đà điểu rồi, nó có lực. Đấy, đâm ra là các bạn cũng có thể là so sánh về cái giá thành. Đấy, tất nhiên là các bạn mua nhiều thì chúng tôi cũng có thể là cân đối. Đấy. Thế còn mọi vấn đề thì các bạn nên tin nên nên tìm hiểu thật kỹ và nên tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi rất quý những cái người đã tin tưởng. Đấy, con giống thì chúng tôi sẽ thường là cái mũi mũi Newcastle thì chúng tôi sẽ chưa tiêm vội, bởi vì cái giai đoạn nó còn bé quá. Thế còn những cái gì cần làm về rốn, về tất cả những cái kháng sinh rồi những cái thuốc thì chúng tôi đã nuôi làm sao để cho con đà điểu nó có lực, nó có cái ấy ngay từ từ nhỏ, nó có cái khả năng chịu đựng ngay từ nhỏ. Đấy, xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống và chúc các bạn có những chú đà điểu khỏe mạnh trong tương lai và sớm gọi điện cho chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt. Cuối video thì tôi cũng xin lướt qua một cái hình ảnh. Đây là cái máng, đây là các bạn kê một viên gạch, gạch chỉ hai viên. Đây là cái máng nước, đây là cái bóng sưởi mua 80.000, 40.000 tùy chất lượng. Đây là từ tường lên đến trên, đây là lưới D40, đây là trần, đây là hệ thống điện sao, đây là lền cát, đây là nền cát nền xi măng giải cát, đây là cái lỉ, cái bạch, cái nền như kiểu là giải trên trên nền nhà và cái chỗ ô tô. Đặc biệt đây là cái than đốt để sưởi giữ nhiệt độ. Đây chỗ này là rất là nóng đấy. À, đây là lưới D40, đây là khu này là các bạn che bạt. Tôi sẽ quay tổng thể rất là chi tiết cho các bác xem. Các bác ở các vùng miền Tây rồi miền Nam, các bạn rất là bỡ ngỡ trong cái việc là cách làm chuồng cho cái con đà điểu. Có ba con cùng dán lại đậy lắp rồi, còn băng dính ba con. Quay bưng một cái lên đi. À, bỡ ngỡ cách làm chuồng. Đấy, nó đang sưởi, nó tụ lại, nó sưởi. Zoom lại một chút. Một lần nữa là số điện thoại là 0163 5305 982.
cái tập tính khi nó ăn này. Các bạn thấy là nó ăn như con ngỗng thôi. Nó nhặt, nó có hai cái mỏ này. Đấy nó ăn. Nó nhặt. Ăn những cái má, cái nốt xe các bạn cắt ra. Nó ăn. Nó ăn, cứ nó ăn dĩ chắc này ăn cả ngày. Các bạn nên để khô ráo như này, thoáng đãng như này. Máng nước kia. Máng nước này nó uống theo cơ chế, nó uống như kiểu vịt uống. Đấy. Nó phải tớp vào xong rồi nó ngửa cổ lên. Chứ nó không như uống như kiểu con chim. Con chim uống là nó cứ dí mồm, dí miệng thì nó rít. Rít. Con đà điểu này nó uống như kiểu ngan với vịt. Rồi. Và tiếp đây thì các bạn thấy là đây là những cái khu mà để mà nuôi đà điểu bố mẹ. Cỏ, cỏ voi các bạn phay ra thái ra. Đó, những cái chú đà điểu này, những chú đà điểu là nó đẻ trứng. Đấy, đà điểu này nuôi theo tỷ lệ là các bạn nhìn thấy đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là vào mùa sinh sản cũng khá tốt. Thì 2 4 nghĩa là các bạn thì nhìn thấy một ô này của chúng tôi là 2 4 6 8 10 12 con. Thì 4 con trống. Vậy thì là tỷ lệ 1 3. Có thể là 1 4 cũng được. Đấy, các bạn thấy là nó rất là to. Các bạn về các bạn nuôi một con đà điểu, lúc nó bé như con ngỗng thế thôi, nhưng mà khi nó trưởng thành thì các bạn thấy nó rất là to. Đấy. Những con màu lông sẫm này là những con trống bố, đó, cái đùi của nó. Đấy. Cánh vẫy múa. Rồi những con màu xám nhạt là những con mái. Các bạn lên trồng một cái hàng cây này tạo bóng mát. Khi nó to thì các bạn làm đổ cột bê tông như thế này. Đổ cột bê tông như này, cao tầm khoảng 1,5 m. Và cứ tầm 1,5 m một cột. Đấy, các bạn xây bó bờ lên. Và các bạn ken lưới B40 như thế này. Hoặc là các bạn làm những cái song sắt như thế này. Đó. Song sắt như này thì chúng sẽ thoáng hơn. Chắc chắn hơn, nó cũng không thể nhảng ra được. Thì trên cái nền chuồng này thì các bạn thấy là nó cũng có đất, có cát. Đó. Đấy, đây là những con đà điểu. Các bạn đứng như thế này là nó chỉ đứng, nó sẽ, cái đầu nó ngoi lên phải tầm khoảng 2,5 m. Nó phải ngao ngoi cao tầm 2,5 m. Có thể là hơn, gần 3 m. Đấy, những con mà dấu hiệu khi trưởng thành, con đực thì cái ống, ống giò của nó màu đỏ. Đấy, cái chân nó màu đỏ. Đấy, đằng trước đằng sau. Và cái màu lông của nó là màu tím than, tím đen. Đấy. Và đặc biệt cái mỏ của nó màu đỏ. Đấy, cái vành mỏ này này. Còn những con mái thì các bạn nhìn thấy đây là con mái này. Đấy, con mái này, đấy. Lông nó nhạt hơn. Đấy. Con mái trống này nó một cánh nó múa như kiểu công đấy. Đây là những chú đà điểu rất là khổng lồ, những con đà điểu bố mẹ mà các bạn vừa nhìn thấy là trứng của nó đó, là đặc đẻ ấp ra là những cái con ở trong đó đấy. Những con đực như này là khoảng 1 tạ 2. Nếu như vào mùa sinh sản là các bạn nếu mà lạ các bạn đi vào chuồng là nó đến nó dùng hai cái chân này của nó đạp. Các bạn nhìn thấy cái chân của nó khủng khiếp chưa? Tôi có thể quay lại một cái chân này các bạn nhìn thấy nó rất là sợ. Nó đạp vào ngực các bạn, nó rất là nguy hiểm chứ không phải không. Nhưng con nó tợn. Đây các bạn nhìn thấy cái chân của nó như này cơ mà.
đấy là những cặp chân rất là nguy hiểm, nó mà đuổi nó chạy thì, nhưng mà tôi nói thế không có nghĩa là các bạn quá sợ, tại vì cái này thì nó cũng mang tính chất là nó quen thôi, mình nuôi nó từ nhỏ thì nó cũng quen thôi, nó trông nó rất là hiền, nó trông nó rất là đáng yêu, nhưng mà nếu mà lúc nó sinh sản nó hăng con mái đó, cái phân của nó kia các bạn nhìn thấy hai cái đống phân này, tôi zoom lại một chút, tôi cũng zoom lại một chút đó, các bạn này một cái bãi phân của nó như thế kia cơ mà, như một bãi phân bò luôn đấy, chân của nó này đấy đấy các bạn. Còn những ai đó mà còn bỡ ngỡ, các cháu nào chưa đi tham quan đà điểu này, các bạn nhìn cái video này là biết đấy, con đà điểu cái đầu của nó này, cổ của nó này, từ phần đầu đến phần cổ phải tầm 70 phân đấy. Đấy, nó rất là hiên ngang, rất là tợn. Đây là hai con trống. Tôi nghiêng màn hình để cho các bạn thấy là nó chiều cao nó tổng thể như nào. Cái phân này thì nó nắng mưa rồi nó sẽ tự ngấm xuống đất, nó phân hủy. Tôi nói tiếp về cái máng uống của nó như vậy, máng uống của nó đây. Các bạn về các bạn xây theo đúng quy trình như thế này. Đây là cái gạch xi và các bạn đổ đổ xi măng. Các bạn cho nắp vòi nước đi đến và các bạn làm máng máng uống như thế này. Đấy. Nhưng chú này là chú rất là tợn, chú đang có như khả năng là muốn dọa tôi, nhưng mà không sao thì nó có cái lan can này rồi, nếu mình đứng quá gần thì nó thò cái đầu ra. Đấy, các bạn thấy là nó rất là tợn đúng không? Ấy rất là tợn, rất là tợn. Ấy 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 nó múa đấy, nó múa đấy, các bạn nhìn thấy những cái clip này là clip không đâu có đấy, nó múa đấy, nên này nó múa đấy. Đây là con đà điểu đực, nó đang căng, nó đang thể hiện đấy, nó đang quyến rũ con mái đấy. Khi nó chúng giao phối thì con mái sẽ nằm xuống dưới, nằm sẵn nằm bệt xuống đất là con đực nó sẽ ngồi lên, và cái bộ phận sinh dục đực của con đà điểu thì mình hình dung nó như một con, như cái lưỡi của một con bò khổng lồ đấy, nó hình dung như cái lưỡi của con bò khổng lồ. Đây là cũng là cái giống thụ tinh, thụ tinh trong. Bạn thấy đấy, thì những cái đây là máng, này là máng ăn, đây là cái mái tre các bạn nhé. Thì cái này là chúng tôi làm một một bên mái của tôi là 3 tầng bờ lô, mái bên kia là như thế, là các bạn xây hai mái, mỗi hai hai gọi là tầm 6 tầng bờ lô hai mái, và từ cột nọ đến cột kia là cách nhau 5 mét đến 6 mét. Chiều cao thì đấy, các bạn thấy cái đầu của nó gần như gần chạm vào cái xà kìa. Đấy rất là cao. Đấy. Và đây là cái máng này thì các bạn như kiểu máng nuôi bò sữa ấy. Nó chát nhẵn nhụi và chúng tôi đổ cám đổ cỏ vào. Đấy. Máng này là như vậy. Đấy, đấy, nó rất là tợn. Đấy. Rất là tợn. Tôi không dám đứng gần, tôi không dám quay vào gần bởi vì nó có thể nguy hiểm cho tôi. Đấy, đây là cái máng, đây là cái máng tôi đang dí mắt, tôi vẫn phải nhìn vào. Đây là cái máng, đây là cái cám này. Ngô nghiền rồi những cái ngũ cốc vỏ đỗ rồi các thứ ăn. Đây là cái chân của nó, các bạn thấy là nuôi con đà điểu thực ra nó rất là dân dã, nó chỉ có một chút cái mái tre như này và có một chỗ bãi nắng này kia. Loại này nó ưa độ thoáng, ưa thoáng và nó không, nó không, ưa nóng, nó không không có ấy. Đây là những cái khu này. Dài rộng chúng sẽ phát triển những ô này đây, các bạn thấy là cái nượm đây chỉ là một một bộ phận trong những cái khu vực nuôi hậu bị chuẩn bị đẻ hoặc đã đẻ rồi đấy, hoặc là khu, các bạn có thể thấy là cái khuôn viên của nó là như vậy
Đấy, các bạn nên trồng những cái gốc cây để cho nó tạo những cái tán nắng. Đấy. Dài, dài thuần thuật luôn. Nên các bạn biết là tôi chia sẻ những cái hình ảnh như này, những cái clip như này để cho các bạn cũng còn không còn bỡ ngỡ về cái con đà điểu nữa. Đấy. Đấy, cái mồm nó kia, cái lưỡi của nó kia. Đấy. Rất tiếc hôm nay tôi cũng không quay được cái đoạn nào là nó phối giống. Nó cái hình ảnh con đà điểu nó phối giống. Tuột 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 từ kia nhá anh em nhá. Đấy, đại khái là tôi sẽ chia sẻ như vậy. Cuối video tôi xin để lại cái số điện thoại của bên đơn vị cung cấp con giống đà điểu của chúng tôi. Tôi thay mặt cho một số anh em là đăng cái clip này lên để cho anh em đến Ba Vì có thể tham quan, hoặc là các bạn có thể mua những cặp bố mẹ, hoặc là mua những cái sản phẩm từ những cái bộ da, rồi những cái lông, rồi những cái quả trứng, rồi những con giống và những cái cân thịt, rồi những cái cân giò. Tất cả những cái đây các bạn có thể tin tưởng đặt hàng chuyển khoản cho chúng tôi hoặc là mua trực tiếp qua số điện thoại là 0163 5305982. Các bạn nhìn rõ cái thực tế về con đà điểu là như vậy. Nó rất hiền ngang, hai cánh vẫy vẫy. Đó. Rất là to. Tôi tưởng tượng là nếu như mình đi vào trong nó sẽ tấn công tôi, bởi vì tôi cũng không phải thường xuyên chăm sóc nó. Đấy, có những con đực nó rất hiếu động, luôn luôn là muốn gần mình. Đây là giống đà điểu to. Múa, bắt đầu múa. Đấy, múa. Chúng sống bầy đàn. Các bạn nếu như các bạn thấy video bổ ích thì các bạn có thể đăng ký kênh Cây Giống Con Giống của chúng tôi
Đấy, các bạn có thể theo dõi những cái chủ đề tiếp theo về con đà điểu. Đấy, và những cái chủ đề mới ở trên quê hương Ba Vì của chúng tôi. Ở nơi rất là gần cái trung tâm nghiên cứu gia cầm địa phương, một trong những đơn vị mà nhà nước giao cho cái trách nhiệm gây dựng con giống đà điểu. Xin cảm ơn các bác và các anh em yêu thích chăn nuôi, yêu thích con đà điểu. Và số điện thoại của chúng tôi một lần nữa tôi xin được nhắc lại là 0163 5305 982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.